À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Tam Quốc. Mình là Chocho Quốc Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với tiếp tục cái chiến dịch của Bắc Bình Vương Công Tôn Toản. Ở tập trước thì mình đã chính thức trở thành Bắc Bình Vương khi mình đã chinh phục toàn bộ phương Bắc. Và giờ đây quân đội của mình sẽ có vẻ là sẽ ổn định thôi. Bởi vì bây giờ các bạn có thể nhìn này, lãnh thổ của mình thì xung quanh là thằng Hàn Thức và Viên Thiệu. Cả hai thằng đấy thì nó đang làm ăn với mình đấy. Trương Yên thì nó còn một cái vùng ở đây thì chắc là thằng Hàn Thức thì nó diệt lốt, thì mình xem tình hình như thế nào nữa. Nhưng giai đoạn này thì có lẽ là mình đang ổn định lãnh thổ đó. Mình đã có 1.500 mỗi lượt thì mình cứ việc gì chẳng việc gì phải chiến. Thằng Lưu Bị nó đề nghị một cái hiệp ước với nó, mình tăng cả Lưu Bị và Lưu Đại không xâm phạm và chúng nó chi cho mình ít tiền. Mình thử xem một cái đàm phán gì đó. Bán cho nó ít thực phẩm. Từ đã, để đợt sau đi. Ok, nó chi tiền cho mình cơ mà, tội gì. Thằng này nó đang hết lương thực, lượt sau có thể mình sẽ bán ít lương thực cho nó. Thằng Trương Yên này đang đánh nhau với thằng này. Kệ nó, chúng nó đều thân với mình cả nên là mình không sợ. Rồi, ưu huy. Bây giờ thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục phát triển cái nhánh nông nghiệp trước. Cộng 4 Mitali Supit. Nghĩa là chữ lương ta. Cộng phút từ phít sinh 50%. Chúng ta cần tăng lương thảo chữ đó. Rồi bây giờ thì chúng ta đang có khá nhiều tiền. Sao cái vùng Liêu Tây này trị an nó thấp thế nhỉ? Có lẽ là đập hai cái công trình này đi xây cái hệ thống công trình mới đi. Mình cần cái công trình nó tăng trị an ở vùng này đã. Liêu Tây Bột Hải. Chúng ta tiếp tục tăng các công trình ở đây. Đại quận này, Bột Hải, Trung Sơn. Hết tiền. Cần có 3.000 để nâng cấp cái con thành này lên. Đông Mân nó muốn hòa bình với chúng ta. Nó bảo mình trở thành chư hầu của nó. Thằng này bố láo nhở. Hiện tại bây giờ mình tập trước thì mình đã thực hiện một cuộc chiến nó phải nói là khá là vất vả rồi để có thể có một cái lãnh thổ như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hưởng cái hòa bình đã. Mình sẽ an hưởng cái hòa bình bởi vì bây giờ chúng ta cũng đâu có phải vội vàng lắm đâu. Liêu Tây vẫn đang đại quận. Bây giờ thì chúng ta phải ưu tiên phát triển Trung Sơn là một này. Đấy, và Bột Hải. Mình sẽ lên cái cảng cá tiếp đã. Bây giờ thì chúng ta đang có kinh tế khá. Mình nghĩ là mình sẽ làm ăn với thằng Lưu Bị. À, Khổng Dung nữa này. Yêu sư yên nhưng thằng này rất giàu. Bán cho nó ít thóc cho nào. Không như Lưu Bị đang... Lưu Bị có vẻ đang hết lương thực và nhiều tiền hơn. Mình sẽ bán cho Lưu Bị. Rồi, chúng ta sẽ nhận được 230 đồng mỗi lượt à? Hơi ít nhỉ? Thôi được. Tính ra 10 lượt thì nó được hơn 2.000. Cũng không sao, chúng ta đang cần tiền theo lượt cũng được. Bởi vì chúng ta đang giai đoạn xây dựng và phát triển. Cứ lên phút trước đã.
Chẳng mấy khi được hòa bình như này thì chúng ta sẽ tận dụng cái giai đoạn hòa bình này để phát triển anh em ạ. Hiện tại bộ tướng của mình thì có đến chúng ta đang có chỉ có hai tướng là Quan Tĩnh và Tống Kim Bình là không phải là tướng huyền thoại thôi. Còn ở đây cũng chẳng có tướng gì mạnh lắm. Có Hạ Hầu Uyên, Triệu Vân. Chúng ta cứ phát triển kinh tế đã. Chúng ta có được cái đấy gì đây? Nó bảo là thiết lập liên minh nhá. Không không không. Thằng này giàu thế kìa. Sao thằng này nó lại giàu thế nhỉ? Thằng Khổng Dung này này. Rồi chúng ta đang kinh tế của chúng ta đang lên này. Công Tô Toản lên cấp à? Đây rồi, cộng vào cái này nữa. Công Tôn Toản thành của chúng ta. Cái này ở đâu ấy? Hữu Bắc Bình, Đại Quận. Lên cái này trước đi. Là cái này này. Chúng ta sẽ tăng được tiền khi giao thương. Lại giảm rồi, trừ 1 rồi này. Lưu Tây 2 lượt nữa. Mình sẽ xây cái công trình để nó tăng public order lên đã. Giai đoạn này thì cứ phát triển công nghiệp, nông nghiệp đó. Để chúng ta có lương thực thì chúng ta có thể đàm phán được. Mình cần có cái tướng màu xanh nào đấy huyền thoại tiếp. Thằng này nó đòi liên minh với mình. Không 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 không. Các anh cứ đánh nhau đi. Bây giờ là giai đoạn em hòa bình. Bác ô mèo. Trừ morale thì thực ra bây giờ cũng không quan trọng lắm bởi vì chúng ta không đánh nhau nữa rồi. Về Ung Châu. Một cấp nữa chúng ta sẽ xây được Ung Châu này. Ung Châu. Đại Quận. Ung Châu ở đâu ấy? Đại Quận này cần xây hơn. Công Tôn Tục. Thằng này là con của chúng ta. Nó là cái gì nhỉ? Gọi chức vụ thái tử à? Hạ Hầu Uyên này. Hạ Hầu Uyên này trung thành cao ấy. Sao Triệu Vân trung thành lại không cao lắm nhỉ? Xí xin chế yu. Chưa có đồ gì ngon để cho Hạ Hầu Uyên. Cái này phải cho Hạ Hầu, cho Triệu Tử Long mới đúng này. Nhưng mà bởi vì thằng này nó đang bị yếu nên là mình cứ phải cái đồ tăng khu ninh đã. Chúng ta đang phát triển kinh tế rất là tốt.
Lưu đại nó đang giàu. Thế thì mình bán làm sao được? Bây giờ tích lúa đó, tích lúa để bán lúa đó. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Và chi cho mình tăng Lưu Bị và Lưu Đại. Được. Giai đoạn này là giai đoạn chúng ta cần một cái sự ổn định. Đó, chúng ta có tiền mà. Tiến ra đại quận này. Bảy lương thực mà bây giờ là mùa đông. Chắc có con lợn nào đấy hết thực. Rất nghèo. Mày. Cộng thêm 5 điểm ngoại giao. Đấy, bán có 4 thực mà chúng ta được gần 700 mỗi lượt. Bán. Rồi, bán cho cái thằng Khổng Dung rồi. Thằng Lưu Đại này. Nó nghèo tiền mới đâu. Bán cho thằng này xem nào. Viên Thiệu rất giàu lương thực. Hàn Phúc. Thôi được rồi. Chúng ta cũng để lại một ít để lấy cái điểm ngoại giao nữa, chứ chúng ta không thu hết. Liêu Tây bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phải xây. Mình Liêu Tây chúng ta sẽ phải lên thành một cấp nữa. Hiện tại thì nó không bị tụt ở Trị An nữa rồi, nhưng mà vẫn phải lên. Nền kinh tế của chúng ta bây giờ cũng là khá đấy. Với việc duy trì đến hai quân đoàn như này mà kinh tế như này là vẫn ổn. Rồi. Chúng ta đang bị phạt cái này là trừ 5 trừ tinh thần chiến đấu à. Nó bắt chúng ta ra 3 thực mỗi lượt. Cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau thì mình không hoàn toàn thích. Mình không thích có những thằng quân của phe khác chạy trên đất của mình rồi mình trở tay không kịp. Rồi. Mình sẽ ưu tiên cái nhánh cộng phút từ farming. Đó rồi. 13 lương thực rất tuyệt để mà Hàn này nghèo à? Chúng ta lại bán. À thằng này có đứa con gái nhưng mà không. Sau này cho nó lấy thái tử phi, phải cho cái đứa nó ngon ngon. Chúng ta chỉ bán 5 thực thôi. Không bán nhiều. Bắt nó lột dần dần. Như thế này thì được có hơn 1.000 đấy. Bán lương thực cho thằng lợn này. Ít thế nhỉ? Miêu.
chúng ta đang bán cho nó. Trương Yến. Chúng ta sẽ thảo một phen. Tỉ mỉ xiang xiang. Hàn Phúc. Na wo men kaishi. Bọn này nghèo lắm. Lưu Đại. Hân cao xin kiến đạo tổ xạ. Giai đoạn này chưa cần. Chúng nó đang mùa xuân nên là chúng nó nhiều thực, chúng nó chưa cần nhu cầu của mình. Để xong tranh thủ lúc đấy thì mình sẽ nâng cấp lên đã. Chả mấy khi được hòa bình đâu anh em ạ. Cho quân ra đóng ở Bột Hải. Một quân đoàn thì ra đóng ở Đại Quận. Ủa? Nó muốn mua cái món đồ này. Cứ để cho đến mùa đông chúng nó hết lương thực, lúc đấy chúng ta lại bán hàng tiếp cho chúng nó. Làm công tôn toàn và Lưu Bị à? Thảo bình loạn giấy, chứng chứ. Zài yi zi. Cái đám lính này à, hơi yếu. Mà giai đoạn này đang hòa bình, tại sao mình phải để nuôi một cái đội quân đông này nhỉ? Đuổi bớt mấy thằng nông dân này đi. Có thể mình sẽ bắt đầu nâng cấp quân đội lên. Giai đoạn sắp tới có lẽ mình sẽ nâng cấp quân đội lên. Đây rồi, chúng ta có cái lính này này. Nó chỉ đắt hơn tí xíu cái phí lên quân và phí mua thôi. Nhưng nó mạnh hơn rất là nhiều. Bây giờ hòa bình rồi, không phải nuôi nhiều quân thế này. Để tập trung phát triển kinh tế. Trung Sơn Lâm Thành lên để còn có thể Liêu Tây. À từ Trung Sơn đâu. Trung Sơn chưa lên vội, lên Liêu Tây trước. Trung Sơn Liêu Tây ở trong xó thì từ từ chứ nhỉ. Lên Trung Sơn này này. Không kẻo là những cái thành ở biên giới này mà mình không lên cao là chết đấy. Đại Quận nữa này. Để lên city hết. Lên city thì chúng ta sẽ có tường thành. Và có tường thành thì nó muốn công mình, nó phải có xe bắn đá hoặc là... Mình đang muốn xem thằng Viên Thiệu với chiến tranh với ai. Nhà Hán, Trương Yên, Đông Mân, Tào Tháo, Lưu Bị chiến tranh với Đông Mân, Khổng Dung. Hàn Thức, Đông Mân, Trịnh Khương, Viên Thiệu, Hàn Phúc. Ngay cả hai thằng cướp nó cũng đánh nhau. Loạn thật. Thằng này điên à. Bây giờ mình ưu tiên phát triển các cái vùng lãnh thổ vùng biên nữa. Đấy, để có cái lực lượng phòng thủ đủ mạnh. Bột Hải nó lên city rồi này. Vùng này rồi này. Bây giờ mình nâng cấp Đại Quận nữa.
Đấy. Liêu Tây. Liêu Tây thì để từ từ lần sau. Cái vùng biên này mình sẽ nâng cấp trước á. Mình cứ coi tạm cái vùng lãnh thổ này của mình là ổn đi. Trung Sơn này thì Livestock thì không sợ lắm nhỉ. Chúng ta có thành này. Quanh của chúng ta đều là các thành to này. Trong trường hợp cần phòng thủ thì nó dễ phòng thủ hơn. Đồng thời chúng ta sẽ xem ở khu vực này có cái tướng gì mà tướng huyền thoại chúng ta sẽ mua. Đấy. Rồi. Đây là một giai đoạn an nhàn. Nhưng mà Wo Fang Jing Hou Zu Xia Da Fu. Thằng Khổng Dung này giàu vãi trưởng nhỉ. Lưu Bị và Lưu Đại bắt tay nhau. Chưa có tướng huyền thoại nào. Chúng ta có phải để ý xem có tướng huyền thoại nào chúng ta tuyển. Thành Ung Châu. Ung Châu thì nó nằm ở cái vùng sâu ở trong này thì ít có thằng nào đánh được nó. Liêu Tây thì có lẽ là mình sẽ phải lên trước thật. Lên đã. Liêu Tây thì nó cũng khá an toàn rồi. Ung Châu thì lên thành trước đi. Hữu Bắc Bình. Hữu Bắc Bình. Thủ đô của chúng ta. Mùa thu sắp đến mùa chúng ta bán lương thực rồi. Chúng ta sẽ cố đợi một chút xíu đến cái thời kỳ đấy thì bán nó sẽ được giá hơn. Đấy. Này, bây giờ là giai đoạn ổn định. Rồi. Mình sẽ đợi xem có cái quân mạnh mạnh một tí. Mình sẽ cho cái quân đoàn này cái lính Spy khá mạnh. Cái lính đấy thì nó đắt đấy nhưng mà khá chất. Đông Mân. Mình muốn đợi cái lính đời sau của lính này này. Nó rất mạnh luôn. Giáp Châu thế. Bột Hải. Quay đi. Mùa đông rồi. Lên cái này để có thêm tiền nữa. Đến mùa bán thực rồi. Sẽ tiến lại. Mùa. Có chuyện thì nói. Chắc là bán cũng được hơn. Được ít quá nhỉ. Hôm nay có Hứa Quý gan. Nó đang rất nghèo, mình tranh thủ bán cho nó kiếm tí tiền đấy.
Tiền hắn giàu kìa. Hai nghìn à 246 có nghĩa trong 10 lượt chúng ta sẽ có được hơn 2000 rồi. Cứ từ từ mà lên, cứ từ từ mà lên nữa. Nhưng mà mình đu dây ngoại giao như này cũng nguy hiểm đấy nhỉ. Viên thiệu nó ở hai đầu của mình rồi. Chờ ngày các lộ chư hầu đánh thằng viên thiệu này nữa là mình sẽ ổn. Cái lính này cũng được. Ủa? Lập được cái đội hình à, chưa lập được đội hình hình tròn, mới chỉ lập được đội hình à, chống kỵ binh thôi. Cái này tốn tiền nâng cấp này. Cái này thì chúng ta sẽ ít phút hơn nhưng mà lại được cái không phải phí duy trì. Có lẽ mình sẽ đợi có thêm tí tiền nữa đã. Income từ nông nghiệp. Lên ruộng một loạt. Trung Sơn, Đại Quận đang nâng cấp. Bột Hải là phải đánh rồi, chúng ta phải nâng Bột Hải. Phụ trợ thương mại. Dù sao cái món này mình cũng không dùng. Thôi được rồi, ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với thằng viên thiệu này cho chắc đã. Nếu nó đánh nhau thì bỏ sự ấy. Mình giáp lãnh thổ với nó mà bây giờ đánh nhau là vỡ mồm. Đấy. Sao không lưng được nữa? 3.400 thôi mà. À đây, đang lưng cấp đây. Từ lưng cái này trước. Mắc cấp chưa nhỉ? Mắc rồi đấy. Cấp rồi. Kinh tế của mình đang tăng trưởng rất là đáng kể. Thế chính là bây giờ mình đang lên thực. Trời ơi. Mùa hè. Xem có thằng nào nó mua thực của mình bán tiếp không?
旧怨可一笔勾销。 Toàn những thằng đại gia lương thực này. Cái thành này à, chị An đang lên rồi. Trung Sơn đại quận. Lại một lần cảm nhận được ấm áp của nhà. Sao vậy? Mời vào liên minh á. Các cái tướng màu đỏ ấy, sau này hả? Thằng Hàn Thức, Hàn Phúc, nó quyết định đánh mình à? À, chúng ta có việc để làm rồi. Thằng Hàn Phúc dám đánh mình. Cho quân xuống Trung Sơn đã. Ba ngàn. Xây công trình phòng thủ đã. Cho tướng này phòng thủ Bột Hải. Thằng này dám đánh nhau mình đúng không? Tốt rồi, mình sẽ đập luôn thằng này. Tại sao lại thuận lợi thế nhỉ? Mình đang cần cái chỗ đó. Tự nó chuyên chiến trước nhá, không phải mình tuyên chiến trước đâu nhá. Mình hết tiền rồi, lượt sau mình sẽ mua quân tiếp cho quân đoàn của tướng này. Đây này. Chưa có được cái lính cao hơn. Xem cái cây công nghệ đã. Làm thế nào để unlock được cái đội lính nha. Lính này lính đời cuối xịn lắm. Nhưng mà lính đời cuối mạnh lắm. Nhưng mà chắc chưa có tiền. Thôi để lượt sau mình sẽ mua mấy thằng này. Upkeep của nó cũng không cao lắm. Đấy, nó mạnh đều. Thủ châu. Tướng của mình chưa lên cấp nên là nó không nhận được skill thôi. Đây, tướng lên đây cái này nữa. Lên nốt cái này nữa. Sau đó mình sẽ chuyển ra cái nhánh bên này. Mình chưa biết là lên theo hướng nào trước. Cái này đi. Lên trên này thì không. Cái này. Lên cái này. Cái này. Và cái này. Nhưng mà lên cái nhánh bên này trước để lấy đập nhau cho dễ này. Cái phe này nó ngoài Triệu Tử Long ra thì nó không có nhiều tướng mạnh. Mình đứng đây đã, hồi quân đã. Thằng này nó được cộng giáp cho kỵ binh mà. Mình sẽ tăng thêm kỵ binh đây nữa. Thành này từ từ đó, thành này rất to nhưng mà có lẽ mình phòng thủ đó. Sắp có đánh nhau to rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sử dụng các đơn vị mạnh hơn. Đó là xe bắn đá. Giai đoạn tiếp theo mình sẽ mua tầng 8. Kinh tế của mình bây giờ cho phép mình có thể làm được cái đó.
đại quận. Đại quận ở trên này đúng không? Trung Sơn. Tốt rồi, mình sẽ đánh luôn dưới Trung Sơn An Bình đây. À, nó chỉ có mấy cái thành này thôi. Con lợn này, mày giúp anh mở mang lãnh thổ à? Đồng Mân. Phe nào đây? Sao nó lại... Sao nó lại mò mò lên trên này này? Cái này là Mall City rồi. Chưa có tường thành à? Mày... Tường thành phải lên đến City thì nó mới có tường thành. Nó có tường thành rồi. Có tường thành rồi. Nó không ăn được, nó phải vây mất một lượt. Nếu như có xe bắn đá thì nó mới có thể đánh được ngay. Con lợn này. Làm anh không mua được quân. Giảm phí duy trì kỵ binh. Tăng lương thực. Vũ Châu. Trung Sơn. Các cái thành ven này phụ trợ thương mại. Giả ít tiền quá. Mình không có nhiều lương thực lắm. Con lợn này mày chạy linh tinh đi đâu ấy? Chết rồi, mình đi trên đất của thằng Viên Thiệu rồi. Ăn được. Không sợ. Một quân nữa. Đội này 600. 3618. Bán lương thực à? 欢迎，请进. Thằng này âm hai lương thực này. Nó bị âm lương thực để bán mới được nhiều tiền. Ý 4000. Thôi được. Mình phải đánh một trận với cái con bé này à? Chạy về nhà à, con? Ai cho mày chạy? Trương Yên bị hủy diệt rồi. Ôi, làm sâu sắc giữa Quách Tĩnh và Công Tôn Toản.
出征数日，今日始归。诶，quân đoàn này à, đã lên mua chưa nhỉ? Càng phết đấy. Bây giờ mình đang cần tiền để tập trung đấy, đấy có lương thảo rồi, chúng ta sẽ bán lương thảo tiếp. Được 490 đồng một lượt. Con số đấy là cũng chấp nhận được rồi. Không khổng dung này nữa. Bán 5 thực rồi. Cái bán lương thực này nó có rất có cái lợi, cái là chúng ta có thể áp chế đối phương. Điều hay điều đình các chính sách của chúng nó bằng cách kiểm soát nguồn lương thực. Rồi. Cộng 6 điểm ngoại giao nữa. Để lấy đi chỗ đi lại làm ăn. Rồi, ok. Bán 5 lương thực mà chúng ta được lưu đại. Thôi được. Mình cũng không còn nhiều lương thực nữa để bán. Trung tướng Thiện Yu Tang Tiễn, hán xiao hoan yin. Quân đoàn này là đủ đập nhau rồi đấy. Tường thành của mình có nhiều quân lắm, nó không đánh được. Lượt sau là mình phải mua ngựa cho quân đoàn này à? Mua quân cho quân đoàn này. Lượt sau mình sẽ có thêm tiền, mình sẽ mua cái bộ này 6 3006. Viên Thiệu thiết lập liên minh. Bình tĩnh đi anh Viên Thiệu ơi, em sẽ giải quyết từng thằng một. Cái thằng này nó dám chiến tranh với em phải đập nó trước. Mình sẽ truy đuổi con này. Còn cái quân đoàn dưới kia thì sẽ có nhiệm vụ à. Đây rồi. Trung tướng Thiện Yu Tang Tiễn, hán xiao hoan yin. Lượt sau mua 2 cái xe bắn đá nữa. Đánh vào An Bình. Ơ à, tuyển được thằng Trương Yên này. Ô ô ô, Mã Nhật Hoa quân sư nữa này. Từ từ, thế thì không mua quân vội. Chu trấn sư rư, kim rư sử quy. Chết mẹ. Ơ, tự dưng mua được thằng Trương Yên đấy. Nhưng mà mua mất bao tiền? Có 1000 thôi. Nhật Hoa, Mã Nhật Hoa nữa. Mưu sĩ này. Hay quá, Trương Yên là lính màu xanh. Mình rất cần lính màu xanh. Chết rồi, kích nhầm mua quân rồi. Bây giờ làm sao? Không được rồi. Phụ trợ thương mại. Bây giờ mình cần tiền mặt ngay để tuyển 2 cái tướng này. Quá ngon luôn. Tuyển được một thằng Trịnh Khương đánh nhau với Hàn Thức. Hàn Thức hay rồi. Tuyển ngay Trương Yên đã. Đây, ôi mất thằng quân sư xịn xịn gì lúc nãy rồi. Không sao, nhưng mà có tướng huyền thoại Trương Yên là được rồi.
Ôi, Trương Yên tận những 5.000 cơ á. Lấy đâu ra tiền gần đấy bây giờ? Đi vay vậy. Chúng ta có 8 thực. Hân cao xin kiến đạo tộc hạ. Bạn ơi, hoan nghênh. Mình xem có công trình gì mình đang xây mà mình xây dở không nữa. Có ghê nhở, tuyển thằng Trương Yên phát đã. Cắm trại à? Cắm trại. Mày cắm trại à? À đánh con này mình sẽ được thêm tiền, để còn xem nào. Cố gắng tuyển anh Trương Yên này đã. Chúng ta có xe bắn đá, chúng nó thì lại không có lính, à có một đội kỵ binh. Khá nhiều lính spy. Đôi lúc phải dành tiền để tích để mua các cái tướng huyền thoại các bạn ạ. Mãi mới được trận đây. Chúng ta cứ từ từ. Hoặc là tuyên chiến với chúng ta sẽ phòng thủ và chúng ta sẽ đánh trả. Chúng ta không việc gì phải công trước cả. Thật công trước chúng ta mất điểm ngoại giao. Đây chúng ta là người tự vệ thôi mà. Nên là chúng ta buộc phải tự vệ thôi. Đấy. Chúng ta có Triệu Tuyển Long thì chúng ta có khả năng càn lướt rất tốt, không phải sợ. Công Tôn Toản. Tướng Trương Yên là một tướng cướp, gia nhập đạo quân của Công Tôn Toản thì tốt quá nhỉ. Đừng để mất thằng Trương Yên này phí lắm. Biết thế mình để dành ít tiền, ai biết được trước đâu. Mà mình có thể tuyển được tướng gì đâu. Biết trước thì đã giàu. Rồi. Ôi, chúng ta đứng ở trên cái hòn cái đỉnh đồi à? Thế thì không sợ lắm đâu. Con này nó sẽ có skill này à. Thiết lập đội hình pha lăng. Quá tuyệt vời. Đội hình pha lăng. Tiếp đến là 4 đội cung. Hai cái xe bắn đá. Quân sư đứng ở đây. Đội kỵ binh đâu rồi? Chuẩn bị đi lùa cung tên của nó. Úi dồi ôi, trận này được đánh trên địa hình đẹp quá. Rồi. Mày ngon thì vào đây. Úi dồi ôi, nó không chịu xông lên thì nó ăn lo đạn. Pháo chúng ta đang lã ầm ầm vào đầu chúng nó kìa.
nó không lên thì ăn no đòn luôn. Ấy, pháo mình lã cho. Triệu Tiểu Long ngoài phạm vi. Triệu Tiểu Long đâu? Lên đi. Lên đi Triệu Tiểu Long. Chơi luôn. Mày. Ở đây rồi. Úi xời ơi. Mẹ nhà nó chết chưa? Vẫn chưa chịu xông lên. Yi Jiang yi bai tu di, bing bei che di yi wang. Zhu Kou. Nó là tướng màu xanh là chuyên đua đấy. Cầm mồm và chết đi á. Pháo của mình. Nó sắp nát, tan nát đội hình. Úi dồi ôi. Triệu Tiểu Long rồi, xong rồi. Triệu Tiểu Long rồi, lên ngựa. Triệu Tiểu Long lên ngựa. Rồi, về. Không phải đánh nhau bọn này. Nhiệm vụ của Triệu Tiểu Long không phải là đánh nhau bọn này. Đó, cho nó lên đó. Và tầm bắn của cung mình. Đây rồi. Đi lùa mấy thằng cung của nó cho anh. Cứ cho chúng nó lên. Hình như nó còn không dám lên ấy. Cung đâu? Bắn. Chuẩn bị rồi. Cung chuẩn bị bắn rồi. Rồi chúng ta sẽ cố gắng lùa mấy thằng cung thủ đó. Pháo của mình bắn gần hết đạn rồi. Cung của mình đang bắt đầu bắn rồi. Anh em bình tĩnh. Chiến tranh là không phải vội vàng. Nó leo lên sườn dốc như này thì nói chung là nó leo lên dốc như này thì nó không ra đây. Cung rồi bắn tên. Ôi giời ơi. Trời ơi, cung của nó kìa. Kệ thằng giáo đó, ra lùa mấy con cung trước đi. Giết bọn này cho anh. Rồi, tay của anh còn bận, phải giải quyết đám này đã. Úi xời ơi. Kháng tên thì để làm gì? Tên của mình bắn ở Mỹ. Chinh khung. Rồi. Chúng ta đang kháng trên block khá tốt nên là không sợ. Rồi. Giải quyết bọn cung này. Rồi, xong một thằng nữa rồi. Xuống đây. Giải quyết đám cung của nó. Đội kỵ này nữa, xông lên đây. Triệu Tiểu Long đâu, giải quyết thằng này. Cung của chúng ta bắn gần hết tên rồi. Ái giả. Xong chưa? Còn quân không? Còn quân để đánh nhau với anh nữa không?
còn mấy con ngựa này à? Lùa, lùa nhật tinh vào. Tướng nó bỏ chạy rồi. Còn mấy con ngựa. Chống chắc 100%, 900%. Chạy hết rồi. Rồi. Trời đất ơi. Đánh trận là phải bình tĩnh. Anh em có thể nhìn thấy đội kỵ binh của mình giết được khá nhiều, pháo giết khá nhiều, cung tên cũng giết được. Bọn này chủ yếu làm tường. Nó là khiên thịt. Công Tôn Toản ơi là Công Tôn Toản. Chúng ta không vội vàng chỉ gây chiến với các nước xung quanh. Chúng ta sẽ luôn luôn ở cái phe thế gọi là cái nước gọi là bị tấn công để được quốc tế ủng hộ, chứ chúng ta không lên tuyên chiến. Kẻ tuyên chiến trước luôn luôn gặp bất lợi. Mặc dù về lý thuyết chúng ta sẽ phải đánh nhau với Viên Thiệu, nhưng mà bây giờ thì chưa phải lúc. Chúng ta đang khá thân với Viên Thiệu. Và mình đang cần tiền để chiêu mộ anh chàng Khương Yến. Mày xuống đất đi con ơi. Được 700. Cái gì? Chúng ta sẽ nhặt được cái món đồ này. Thằng này thì nó cũng có gì đâu. Disloy là không trung thành nhá. Vậy thì có cái gì? 500 thu nhập. Món đồ này thì thực ra mình không cần lắm nhỉ. Mình đang cần thêm tiền. Mình đang cần thêm tiền. Vẫn chưa đủ rồi. Đang cần tiền rồi, ôi. Anh nào anh mua em ít thực để em có thêm ít tiền. Để em chiêu mộ thằng Trương Yến nhá. Em cần 1.000 nữa ấy. Hân cao xin kiến đạo 族 xạ. Miêu. Mình đang cần gấp 1.000. Không thằng nào chịu. Hy vọng là lượt sau thì Trương Yến nó chưa mất nữa. Cố gắng lên. Chắc là chưa mất đâu. Lượt sau thì có thể tuyển được không? Cầu trời đi anh em ơi. Ôi ôi. Mình rất thích các tướng huyền thoại. Lượt sau là cố gắng tuyển Trương Yến. Đừng đi mất vội nhá Trương Yến ơi. 5.600. Ồ may quá trên này. May quá Trương Yến vẫn còn. Ồ may quá. Đây rồi. Đẹp trai vãi lúa. Ui. Nó vào thành em ơi. Mày bỏ cái đội kỵ này đi. Đội nông dân này nữa. Rồi. Đã có Trương Yến. Nhưng mà bây giờ mà muốn nó trung thành thì chúng ta phải bổ nhiệm cho nó một cái chức gì đấy. Cái này trung thành của nó ấp thấp quá. Có 10 điểm.
Trung thành có 10. Ui, có con ngựa ngon thế. Con ngựa này phải cho Triệu Tiểu Long rồi. Chính xác là phải cho Triệu Tiểu Long con ngựa này. Cái này nó tăng Zeppelin này, hồi quân này. Ồ, Trương Yến cũng mạnh đấy. Nó có 10 điểm trung thành. Không có cái món đồ nào nó tăng trung thành. Hai con ngựa này khá ngon này. Mình thiếu một cái chức vụ để bổ nhiệm cho nó. Khó ghê đấy nhỉ. Nó đi mất toi. Được cái nọ khó cái kia. Được cái lọ khó cái kia. Chưa nghĩ ra cách nào. Thử lấy vợ cho nó. Hoan nghênh. Xin chào. Trân Chí Xuyên Yên. Hiệp định thương mại. Hay quá. Viên Thiệu. Không có. Hân cao xin kiến đạo tổ xạ. Khó nhỉ. Hân cao xin kiến đạo tổ xạ. Khó ghê. Không có thằng nào có con gái thì mình gả cho nó nhỉ. Trời đất ơi. Cộng 8 điểm rồi mà không ăn thua. Trung thành nó thấp thế này. Yếu tố tích cực. Vị trí hiện tại chưa có gì. Chưa thể lên được Marquis. Lên được Marquis thì mình mới có thêm được một cái chức nữa. Đau đầu nhỉ. Tướng ngon nhưng mà lại vất vả. Sao lại là may mắn nhỉ? Quốc ý quy lại, bài sinh sư phẫu an hảo. Hội báo ý xa, quốc bù zài đề sư hô đô phá sinh xế sẵn. Quốc ý quy lại, bài sinh sư phẫu an hảo. Thằng này nó hợp với Đổng Anh Châu.
và ngũ chu cũng được đấy. Càng qua bây giờ không biết làm thế nào để lấy lòng thằng này. À cho nó đi đánh trận. Đúng rồi, cho nó đi đánh trận cũng là một cách để nó tăng lòng trung thành mà. Quân đoàn này đợi lượt sau hồi quân đã. Cho nó đi đánh trận cũng là một cách để nó tăng lòng trung thành. Tào Tháo nó đề nghị gì đây? Thằng Viên Thiệu nó đang chạy qua đất nhà mình kìa. Đông Mân và Viên Thiệu đánh nhau rồi. Khổng Dung, Viên Thiệu hợp tác. Trị Khương và Viên Thiệu đánh nhau. Khổng Dung, Văn Sử. Mình nhớ là lúc nãy vừa thấy có con ngựa ngon. Đây rồi. Đây. Con ngựa này đang xét từ đầu thằng này. Thằng này thì cái này của nó mạnh rồi, nhưng mà mình cần cho nó tăng thêm chuyên môn một xíu nữa. Thằng này thôi rồi. Nhiệm vụ của nó không phải là đánh, đơn giản chỉ là đánh là nó sẽ lên trung thành. Trời ơi. À, cái gì nhỉ? Có công trình tăng trung thành của các cái tướng tướng nhóm này đâu ấy nhỉ? Đâu rồi? Mình học chưa nhỉ? Đây này. Cộng 12 trung thành. Phải lên cái này trước rồi thì nó mới lên được cái này. Tăng 12 trung thành. Các tướng màu xanh. Đây á. Hôm nay không được. Đây rồi. Đánh ở đây. Nó không có quân rồi. Vậy nó phải lượt là xong. Đại quận lên thực á. Chúng ta có lương thực nhưng mà mùa này mùa xuân thì cũng không cần bán vội. Rồi cho thằng Trương Yến này nó đánh trận là nó Đông Mân không. Thằng này đang chiến tranh với Viên Thiệu, mình chưa vội. Hay quá, chúng ta sẽ chiếm Trung Sơn này lốt. Tào Tháo và Trương Siêu đánh nhau. Đào Ứng và Viên Thiệu đánh nhau. Đào Áo. Thế thì mình đánh thằng này để còn được cả Trương Phong Cao. Từ từ cho liên kết phong công, nhận sâu khổ nạn. Thế này chỉ là cái làng thôi mà cho Trương Yến nó không có quân. Đánh trận thắng như này là nó cũng tăng lòng hài lòng lên đấy. Thế thành quy của quân sở hữu rồi. Y thống thiên hạ. Ôi ôi, có 4 điểm hài lòng.
vua của núi đen. Mẹ nó chết nhở. Này lấy cái gì ra để mà tăng hài lòng cho nó được. Trừ điểm hài lòng ác quá. Bớ vẩn, nó không có cách nào tăng được lòng hài lòng của nó lên chất. Cái này chúng ta có nhiều thực thế. Nó cần có một quân sư. Đại nghĩa giáng lâm, mọ cảm bất ứng. Vũ trụ. Thằng đấy không có gì mạnh. Vì thăng sinh lý minh chi thiên hạ, phi bạo nhuệ chư hầu chi thiên hạ. Đây rồi. Đây à. Skill này thì nó mới đập nhau tốt này. Trời ơi, làm nào để tăng trung thành cái thằng Trương Yến lên được nhỉ? Quân nó bị chết mất nửa rồi. Yang binh thiên nhật, dụng binh nhất thời. Thả phong nộ hỏa ba. Phan Đan. Phát động nông dân. Hoàn kết ý xin. Trời đất ơi, trung thành của mày. Chưa có quân sư nào hợp với chúng nó cả. Vạn vũ sư giới. Đá chỉ tinh thần lại. Đấu chí, khờ bù nâng sư y rán sâu. Bản quân có hề tình báo, xu xu chẳng lại. Khó ghê nhỉ. Thế mình nhớ là cái cây công nghệ này mình đã nhấc lưng một cái nhánh gì nó tăng trung thành cho các phe rồi cơ mà. Đây này, cái này đã được cộng 8 điểm rồi cơ mà. Mà vẫn không ăn thua. Thằng Trương Yến này đừng bỏ anh nhá. Chúng ta sẽ không tấn công bạn. Ý hiệp không xâm phạm lẫn nhau à? Chúng ta đối thoại kết thúc. Được, tạm thời thế. Đánh ra rồi à? Được à? Không biết cái thằng tướng này của mình liệu nó có thể đua được không nhỉ? Không biết thằng tướng này của mình đua được không? Chính quan lệ rì trị khảo cho chúng mình, chúng mình cũng phải thực hiện nhiệm vụ. Hỏa nhanh tấn công, toàn quân tác chiến. Ra chỗ nào quang quang thì đánh.
Bọn này tướng cấp thấp này nó chưa lập được cái đội hình này. Được cái bọn này nó kháng tên cũng tốt. Ngoài phạm vi cấp 4 cấp 5 mà sợ mẹ gì. Chưa mua xe bắn đá tại mình bị hết mất 900% rest study. Thằng này nó đứng gần nó sẽ bút mà kháng chống sốc kỵ à? Đúng rồi, nó sẽ khiến cho quân của chúng ta được bút cái kháng Chagabonus. Bọn khỉ này lên xem nào. Anh nhẽ mình mua thêm mấy khẩu xe bắn đá vào đây thì tốt. Chúng ta đang lên rồi đấy. Thử phát xem nhỉ. Quay chi hợp binh lý, tướng quân có nạn, chỉ cần cứu viện. Ok. Chi binh tại thứ. Đàn quan, đàn quan. Dừng trụ. Lính kiếm à? Lính kiếm thì cứ phải để à, lên đây. Trừ tất cả khả năng tấn công của chúng nó nữa. Rồi, nó hết cả đánh nhau rồi. Liệu thắng được không? Ăn được đấy, nhỉ? Rồi. Đúng rồi. Nó sốc và thằng tướng của mình tốt hết rồi. Hạ Hầu Nguyên. Tiếp. Rồi sang đây tiếp. Rồi. Về đây em ơi. Lính cung nó đến rồi. Sốc vào bọn này cho anh. Đùa mới hạ Hầu Nguyên à? Sao rồi? Đùa vẫn chưa xong à? Rồi, phát đạp này thì nó chết cơ số luôn. Rồi. Rồi, đội sốc kỵ rồi, lui ra. Sốc kỵ lui ra, lui ra, lui ra, lui ra. Sốc kỵ lui ra. Giết thằng này cho anh. Ôi, trận đua này. Cứ đạp vào sau lưng thì nó sống làm sao được. Cố lên. Nó nát chưa? Tôi biết bạn có thể.
Rồi kéo cờ ngay, bị sốc từ đằng sau lưng sống làm sao được, kể cả là đua tướng chết nhiều thế nhở. Quái anh bận cung cho anh. Ôi trận đua tướng này, tướng của mình cũng là tướng cùi thôi mà. Giết thằng này. Ôi gần thắng rồi. Cố lên. Rồi. Tướng cùi cũng đáng. No. Mình còn tí máu làm sao mà đánh được. Đánh thằng quân sư đó. Giết mấy thằng cung cho anh con ngựa này. Quân sư của mình thôi. Bút cái này lên. Trừ hết tinh thần chiến đấu chúng nó xuống. Tiến lên đây. Chúng nó hết quân rồi. Tiến lên đây. Được rồi. Hạ hồ. Hạ hồ. Nguyên. Hạ hồ Nguyên. Được chưa? Giết nốt bọn cung này chưa? Rồi, giết bọn này tiếp. Mày. Rồi. Quân của nó đang bỏ chạy rồi. Giang đây, giết nó thằng này. Ưu huy cũng mạnh đấy chứ, đùa đâu. Giết được bọn cung ấy chưa? Rồi, đến thằng này. Quân nó chạy hết rồi. Quay cho nó lại. Xong. Mày. Quân đoàn của Hạ Hồ Nguyên. Nhanh tăng tốc độ lên. Thắng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Vấn đề bây giờ làm thế nào để thuyết phục được cái thằng Khương Yến kia nó ở lại với mình ấy. Khi mà Trung Thành nó tụt như thế, tốn mất bao tiền rồi. Mình chỉ mất có 500 quân thôi. Chọn hồi quân đấy. Trừng chính tứ hải. Đấu chí chóng rắn, chí tình càng sâu. Tuyệt vời. Nguyên Thiệu, Khổng Dung, quý tộc sinh còn. Trời ơi, lên cấp à? Lên cái nhánh nào nhỉ? Nhánh trên hay nhánh dưới? Nhánh trên này tăng Chagabonus. Cái nhánh dưới này thì tăng Hạ Hầu Uyên. Em này. Học vào đây. Đây. Xong lên đây. Vào đây nữa. Tống Kim Bình. Hoàng hậu của chúng ta đấy. Đùa đâu. Trận đánh Phyrix à? Phyrix đánh. Chưa đánh được. Phải lượt sau mới đánh được. Ôi thằng này đừng có bỏ anh vào đi nhá. Cố lên anh, để cho mày đánh thêm mấy trận nữa chiến thắng. Ôi Trung Thành nó thấp thế này. Khương Yên ơi, Khương Yên
cái này à, bổ nhiệm cho nó một tí ấy. Ôi mất tốn nhiều tiền quá. Thôi được rồi, 1600 để lấy được cái sự hài lòng của mày đấy. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.